Rồi, máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì hôm nay là tiếp tục là em sẽ lên một số đầu máy và một số máy sát cho anh em thợ về lấy đồ nữa ha. Đặc biệt là hôm nay là lựa hàng cho mấy anh em thợ là thằng VIP cho mấy anh em thợ ha. Đó, bên em là cũng chuyên là máy Nhật Bản nha anh em. Lựa những con máy về cho anh em thợ, hoặc là những cô chú nào có xài máy, ví dụ như những chú nào mà có xài máy giống gì đây đi đó, thì mình mua về mình lấy đồ ha. Máy này là em bán về để cho cô chú lấy đồ, chứ máy thì không bao gì hết ha, bán thật là rẻ để cho anh em về thợ về lấy đồ. Rồi thì bây giờ là đây là Duy đó. Xin chào cô chú đó, gương mặt thân quen. Thì bây giờ Duy là sẽ chịu trách nhiệm là mồi xăng, test nổ và kiểm tra các phần cho anh em. Rồi vô nhờ cameraman quay gần lại em Duy em giật cái. Vô Duy ơi, thử con này châu này trước này Duy. Cái châu là mắc cây xe anh ơi. Cái châu mắc cây xe à? Mắc cây xe. Máy còn kéo được, còn phê dữ lắm, hơi bực bực luôn á. Rồi con đi chô, đi chô 260 ở 220 lộn nha, cái tum này hơi chày đó, anh em lấy gì đó lấy. Ví dụ như nhà cô chú nào có cái chụp, có máy gì đây hư chụp giật thì mình mua về mình lấy chụp giật ha. Đó, còn bê tông nãy em kéo nhìn thì thấy bê tông nó còn đẹp đó. Rồi bán sát cho anh em. Giấy đâu rồi Duy? Cô không kéo đâu Duy, dán vô. Bữa hôm qua là em lên lô B hai chữ B, bữa nay là lên hai chữ C. Hai chữ C nè, hai chữ C nè đó. C1 em này là 150. À, 150. Rồi hai chữ C, anh em thợ là vô chốt là gọi liền, hoặc là kết bạn Zalo nhắn liền ha. Tại vì thường thường mấy cái dòng này rất là bán rất là mau, nên là anh em phải gọi liền. Đó, này áo sống là còn nguyên nè, đồ đạc còn nguyên, thấy cái cháy với hơi là còn nè, chụp giật đồ còn đó. Rồi C1. Rồi tới con máy là này là Kawasaki CD25. Coi cháy bê tông. Này bình xăng quả ga nha anh em. Này là TD24 nè. Kawasaki ha. TD24. Đó, đồ đạc còn đầy đủ nè, màu xăng cái gì? Này màu xăng. Thấy nó chưa vô chứ gì. Coi nghe gì vậy, coi nó lòi dây điện lòi ra không, nó giật cái. Rồi không nổ anh em ơi. Con này không nổ thì bán sát luôn. Con này là có IC tép ở ngoài nè. Rồi anh em nào mà có máy giống gì đây thì muốn lấy gì đó lấy, cũng bán sát cho anh em luôn. Tum rồi. Đó, anh em muốn lấy gì lấy ha. TD24. Hai chữ C2, CC2. Giao lưu với anh em con này 200 thôi. Đó, về anh em về dọn lại ha. Thấy đồ đạc còn đầy đủ đó mà sao mồi nó không nổ anh em ơi. Có chết bù ghi gì không biết. Rồi hai chữ C. Rồi kế tiếp là Robin 251. Ở đồ đạc thấy còn đủ nè. À, kéo kéo cái nòng cái gì bị cứng rồi này. À bị cứng rồi anh em ơi, cái này bị cứng rồi, con này bị cứng máy rồi, thấy C còn nè. Đồ đạc còn đầy đủ ha, con này tum đồ còn đầy đủ nè, con này chưa thấy dấu tháo ra luôn nè. Đó, rồi về anh em muốn dọn ha.
bán sát cho anh em luôn. Rồi em này là 2 chữ C, anh em chốt thì nhớ nói giùm em 2 chữ C ha. CC3. Em này 150. Rồi. 150. Rồi CC3 150 nha anh em. Rồi. CC4. Anh em về muốn lấy gì lấy ha. CC4 là Makita 4 thì. Makita 4 thì mất cái áo. Thấy IC còn nè. Màu xanh test nổ gì vậy? Tính kêu lên ga không có bình xăng. Tính kêu lên ga. Ủa kỳ vậy, còn nổ không? Mọi cái nữa ai? Mọi cái nữa em muốn le lưỡi vậy. Đó còn đó, còn nổ nghe anh em. Vậy là cái cục IC còn nè, nhìn sâu vô trong cái chép bê tông ơi. Không thấy gì luôn, không thấy nghe anh em. Rồi em này cát mang đi ra bóng thì đây, con này để quay cho anh em coi cái tum còn nè. Đó, em này là CC4 hả gì? CC4 anh ơi. CC4. Em này bán sát cho anh em 300. Đó, anh em về lấy gì lấy ha, bình xăng lớn thấy còn nè. Chụp giật còn nè. Mồi thì còn nghe chạy nổ, còn nổ nha anh em. IC còn nè. Đó, anh em về lấy gì lấy. Rồi tới CC5. Cũng là Makita 4 thì. Con này thì bể bình xăng lớn nè. Đồ đạc thấy còn đầy đủ. Ốc tán chưa thấy mở nè. Áo còn nè. Tum sao còn, áo còn, bô còn. Còn đầy đủ hết nè. Mồi gì à? Rồi cứng máy anh em ơi. Con này thiếu IC nha anh em. Thiếu IC. Rồi bán sát luôn gì à? Rồi em này là CC5. CC5. Em này là 200. Sát 200. Tum còn nè, lấy cái tum, lấy tum với chụp giật là đủ tiền nè. Rồi CC6. CC6 là này là Singu. Singu 26 nòng 34 nha anh em. Con này tum rồi, cái bố còn nè. Bố còn. Cứng máy anh em ơi. Cứng máy mà thấy cái bê tông nó còn sáng quá nè. Đồ đạc còn đủ ha. Đó, anh em có máy sát giống gì thì lấy ha. Singu 26. Đó, anh em nào có máy sát giống gì lấy ha. Rồi. CC6. Em này 150. Đó, Singu 26 150 tum rồi. Anh em về cái này tháo ra có thể sửa lại được nè. Thì vô bình xăng. Rồi. CC7. CC7 là Estin. Này Estin 23 nha anh em. Này thiếu cái bình xăng con nè. Mồi xăng này gì? Mất tiêu cán giật. Mất tiêu với giật rồi, lấy gì giật. Này coi bình xăng coi. Bình xăng còn nè. Còn này Estin phải không ta? Estin. Đó, Estin. Thấy nồng còn nè. Không biết cái hơi nơi cái trái nó sao nè. Không kiểm tra gì được anh em ơi. Thiếu bình xăng con. Rồi cái giá luôn, bán sát luôn. Này hên xui không bao gì nghe anh em. Giá này là em không có, không bao ship nè. Bao ship cái hết trơn tiền luôn á. Tiền ship cái là cỡ 30-40 ngàn á. CC5.
CC5 thì ủa này CC mấy này vậy? CC7 này. CC7 này. CC7 này 200. Đó, ép tim. Rồi CC8. CC8 này TD33 nè. TD33. Con này thấy còn đẹp lắm nha anh em. Này bình xăng lớn còn nè. Ở bình xăng con còn nè. Bình xăng con thấy chưa, thấy dấu tháo ra luôn. Máy này còn zin nguyên con luôn nè. TD33 con này nòng 38 ly ha. Đó, nồi cái đồng có đá, con này dọn ra đẹp lắm nè. Anh em nào có bình xăng lớn về dọn lại ha. Rồi, màu xăng kia. Cái hơi nó còn thật thật nè anh em. Tiếng nữa gì? Xanh con tép rồi anh ơi. Bị xanh con tép rồi. Bị xanh con tép rồi anh em ơi. Con này bị mất con tép ha. Con này cái hơi nó thấy còn mạnh quá. Thử lửa ơi, có lửa không gì? Nè, thử lửa này nè Duy ơi. Rút cái này ra luôn rồi Duy ơi. Mất tiêu rồi. Nó thấy lửa luôn, bị xanh mất con tép rồi. Biết có bỏ con tép vô không biết có lửa không biết. Con này thấy còn đẹp quá nè anh em. Thiếu bình xăng. Nòng 38 ly TD33. Con này về anh em dọn lại được nè. Con này là bao nòng bao lửa luôn. Ủa bao nòng bao hơi. Còn lửa không biết sao. Mất con tép. Thì 8 phải không? CC8 này giao lưu với anh em 500. Đồng 38 ly á. Tùm lớn nha. Đủ đồ. C8. Rồi, gắn chụp boe còn luôn á ha. Này thiếu bình xăng lớn thôi, thiếu cái thằng tép. Nè anh em nhà có máy giống gì là lụm ha. Còn đầu không? Thấy nguyên máy. Bắt đầu anh ơi, tới máy. Tới nguyên máy anh em ơi. Con này là máy này máy nguyên con nha. Nguyên con này là Makita. Này Robin anh em ơi. Robin 2560, Robin 2560. Bình xăng con còn, bình xăng lớn kiểm tra là còn nguyên nè. Ta lái còn zin nè. Đầu bò. Quay gần lại giùm, đứng lên anh, đứng lên quay lại. Đó, đầu bò còn nè. Trắng cỏ còn nè, tay lái còn nè. Đó, test nổ luôn kia. Chút quay đầu bò là anh phải đứng lên quay gần chỗ đầu bò. Rồi, còn nổ nha anh em. Còn nổ. 4 thì Robin. Rồi, con này là CC9 phải không Di? CC9 anh ạ. Anh ở trên anh quay xuống giùm em anh. Ở trên anh quay xuống cho rõ. Ờ, vậy đó. CC9. Này giao lưu với anh em là 800. Rồi, CC9 bỏ qua Di. Rồi, tới CC10. CC10 là con Văn Ma. Văn Ma bình xăng thấy còn nè. Bình xăng còn nè. Đồ còn nè. Con này thấy hình như là nó bị gã rồi nè. Cái chuông còn nè. Quay gần lại giùm em cái. Cần còn nè. Đó, cần còn. Rồi, con này bán sát cho anh em luôn. CC11 phải không? CC11 nè. CC10. CC10. Con này nhà anh em còn giống gì thì có lấy được gì lấy ha. 150 thôi. CC10 150 thôi. Đó, đồ đạc rồi. Thấy cái nòng còn nè. Đó, anh em muốn lấy gì đó là lấy ha. Con này 25 ha.
con này là thấy nó để là gì à? B2530 nè, 253. Rồi. Kế tiếp là con Magu 24248. Magu 248 con này kiếm cái bogey cái gì? Rồi, tum còn nè. Ở trên quay xuống giùm em. Nè, tum còn đẹp này, con này gỡ ra còn đẹp. Cần còn nè. Đầu bò còn nè. Còn nguyên ha. Gắn bô ghi vô gì. Con này thiếu bình xăng con nha anh em, thiếu bình xăng lớn, thiếu bình xăng con. Đây. Màu xăng gì vậy? Rồi. Hơi còn lực quá nè. Em này mấy là gì? CC11 anh em. CC11, em này là giao lưu với anh em là giá là 300. Rồi. CC12 là cái sát 4 thì Makita. Nè, anh em nhìn muốn lấy gì đó là lấy ha. Đó, còn được cái tum nè. Được cái bộ phận máy nè. Nồng thì không biết sao. Nó cầm được cái cần nè. Con cốt nè. Mắt đầu bò. Con này bị xanh hết nè. Rồi, CC12. CC12 200. Xả kho nha anh em. CC13 là Makita 22 Magu 225. Thiếu IC cái nồng cháy thấy còn sáng nè anh em. Đó, không bao gì ha, chỉ quay vậy cho anh em xem thôi. Cần còn nè, đầu bò còn nha anh em. Đó, còn cái đầu bò đó. Rồi, CC13 150. Đó, bán sát về anh em muốn làm gì làm đó. Giá này là phải nói là quá rẻ luôn nha anh em. Con này có bugi không gì? Lấy bugi gắn vô. Bugi kiếm còn lửa đằng mình ngồi mình thử luôn. Makita 4 thì nha anh em. Sao sát mà người ta bốn thì sát ra sát dữ trời. Mua cái 1 triệu mấy không đó. Mà nó ra sát vậy đó anh em. Lỗ sặc máu luôn. Rồi con này thấy cái dàn áo là trước tiên là thấy dàn áo còn nè. Rồi. Tum còn nè, cần còn nè, đầu bò còn nè. Đó, đầu bò còn lăn nè. Còn nè. Còn nha. Màu xăng gì à? Rồi, ủa. Sao mới vừa được mà sao mà nó cứng lại à? Rồi nó kẹt cái gì cứng luôn rồi anh em ơi. Cục máy này sao chưa thấy gã nè. Đó, đầu đạc còn ha. Cứng máy. Rồi. Không bao gì nha anh em, về cũng lấy gì lấy ha. Giờ bán sát này cho anh em 400. Đầu bò còn, cần còn 13 hả gì? 14 nè. CC14 400. Rồi hết luôn rồi anh em ơi. Hết rồi, bữa nay được có bao nhiêu đó. Rồi, thì anh em nào thích máy nào thì cứ liên hệ liền nha anh em. Để anh em chậm tay là mấy anh thợ lụm ở trên đó. Giá quá rẻ luôn đó. Còn nhiều dữ lắm nha. Bắt đầu ngày mai em xong ra nữa. Ngày xong nhiều đó thôi, ngày xong nhiều quá không nổi anh em ơi. Rồi, chào anh em ha.